Hello, xin chào tất cả mọi người. Ở trong video này, Trang sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách sử dụng sơn lướt nha. Để làm cái mẫu móng sơn lướt thì mọi người sẽ cần chuẩn bị nền móng là sơn nhũ nha. Ở đây thì Trang sẽ sử dụng sơn gel nhũ vàng nhé. Mình sơn lên cho móng này. Sơn xong rồi thì chúng ta sẽ đưa hơ máy nha. Sau khi mà chúng ta đã sơn nền móng xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng đến sơn lướt nhé. Sơn lướt thì khi mọi người sử dụng chúng ta sẽ lắc đều lên nhé. Rồi sau khi đã lắc đều lên rồi chúng ta mở chai ra này. Chúng ta sơn một lớp mỏng thôi nha. Sơn xong rồi chúng ta sẽ để khô tự nhiên nhé. Sau khi mà đã sơn xong đấy chúng ta sẽ để khô tự nhiên khoảng 4-5 phút nha. Nó sẽ bắt đầu lứt dần ra này. Nếu mà mọi người muốn nhanh hơn ấy, chúng ta sẽ sử dụng quạt gió nhé. Hoặc là mình có thể dùng hơi hơi của mình ấy, chúng ta thổi cho nó nhanh khô đi. Đấy, nó đang nứt dần này. Sau khi mà đã lướt được cái hình mà mình ưng ý rồi thì chúng ta sẽ sơn cái cứng móng lên nhá. Và mọi người nhớ là đừng đừng để nó bị lướt quá nhá, nó nứt to quá này trông nó sẽ xấu. Đây mọi người quan sát cái trắng này nó đã lướt được rồi này. Mọi người quan sát cái màu đen này nó đang đang lướt đây. Đấy, cái màu đen nó đang lướt lướt dần ấy. Rồi bây giờ cái màu trắng này mình cảm thấy như thế này nào, mình thấy ưng ý rồi. Chúng ta sẽ sơn một cái lớp cứng móng lên. Nếu mà mọi người không có cứng móng nhá, chúng ta sử dụng cái gel đắp móng ấy. Đây nếu mà mọi người không có cứng móng thì chúng ta sẽ sử dụng cứng móng chúng ta sẽ sử dụng cái gel đắp móng này nhá. Bản chất nó là như nhau. Mình cảm thấy đẹp rồi này, chúng ta sẽ sơn cái một lớp cứng móng lên trên này để tránh sau khi mà khách về làm việc mọi việc nó sẽ bị bong chóc, cho nên là chúng ta sẽ sơn cái cứng móng lên. Sơn cứng móng xong rồi ấy, chúng ta sẽ đưa vào hơ máy nha. Xong rồi này thì chúng ta sẽ sơn tốt bóng lên cho móng. Vậy là Trang vừa chia sẻ xong cho mọi người cái cách sử dụng sơn lướt này, rất nhanh chóng và đơn giản. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các chị em ở trong những video tiếp theo. Bye bye!